Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể đại chúng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cư sĩ Phúc Trí sẽ chia sẻ lại nội quy dành cho thành viên ban hộ niệm, trích trong quyển sự kiện quan trọng nhất đời người, trang số 60, để cho tất cả các cô bác tham gia hộ niệm được như lý như pháp ạ. Hôm nay cư sĩ Phúc Trí sẽ chia sẻ nội quy thứ nhất để cho đại chúng hiểu thật kỹ và liên hệ thực tế để cho đại chúng hiểu ạ. Con xin phép được đọc nội quy đầu tiên ạ. Một, ban hộ niệm hay còn gọi là nhóm cộng tu có chủ đích chính là cùng nhau niệm Phật tu hành, cầu sanh tịnh độ và tích cực hộ niệm cứu người lâm chung được vãng sinh cực lạc theo đúng tôn chỉ của Tịnh Độ Tông. Ngoài ra, tuyệt đối không dính mắc đến bất cứ một hoạt động nào khác, mọi sinh hoạt nào khác với chủ đích trên là phần riêng cá nhân, không được đem ra bàn thảo, phổ biến hoặc tuyên truyền trong vạn vi ban hộ niệm hoặc nhóm cộng tu. Và sau đây con kính mời cư sĩ Phúc Trí sẽ chia sẻ và liên hệ thực tế để cho đại chúng được hiểu rõ về điều thứ nhất, nội quy của thành viên ban hộ niệm ạ. Chúng con xin thành kính tri ân cư sĩ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Vì hôm nay rất là nhiều, từ trước đến giờ có nhiều người hỏi con về cái 15 cái điều kiện thành viên ban hộ niệm. Thì đợt trước con nói đến được đến điều kiện thứ mấy thì con quên rồi, nên không còn lưu lại. Thì hôm qua cư sĩ Diệu An mới nói con là thôi bây giờ sẽ phải nói lại cái điều kiện đó, vì rất nhiều nơi họ cần đến. Thì con xin thưa rõ với đại chúng là trong cái sự tu hành ấy, thì mỗi một pháp môn ấy thì có một cái điều kiện và cái giới luật khác nhau. Thì trong cái pháp môn niệm Phật thì có hộ niệm, thì hộ niệm thì cần phải có điều kiện khác nhau. Vì cái điều kiện đưa ra để chúng ta sẽ hiểu rõ rằng là điều kiện nó giống như là cái nội quy ấy, nó chính là cái giới luật trong hộ niệm. Thì cái giới luật ấy mà Đức Phật có nói rõ, nó giống như là cái áo giáp để bảo vệ cho chúng ta. Nó là cái áo giáp để bảo vệ cho chúng ta tránh khỏi những cái mũi tên độc. Có nghĩa là cái giới luật chính là cái áo giáp để bảo vệ cho chúng ta tránh khỏi những cái mũi tên độc. Chứ không phải tự nhiên chúng ta đưa ra cái nội quy giới luật làm cái gì cả. Vì để bảo vệ, thứ nhất là cho cái thành quả mà chính chúng ta đi thực hiện. Thứ hai là chúng ta giúp thực hiện, là giúp người nó được cái viên mãn. Còn nếu mình không làm đúng cái nội quy của thành viên ấy, vô tình là cả đời chúng ta đi tu mà cuối cùng nằm xuống, chúng ta sẽ bị đau khổ mà chúng ta không biết từ đâu. Chúng ta mất đi cái phước báo cũng không biết từ đâu chúng ta mất đi phước báo. Thì cái nội quy của thành viên ban hộ niệm thì là do lão cư sĩ Âm biên soạn ra thôi. Để đây là lời của chư tổ, chư Phật để lại, và lão cư sĩ Âm là người biên soạn để giúp đỡ cho chúng ta tránh khỏi những cái mà chúng ta gặp phải sau này, là ví dụ như chúng ta bị tổn đi phước mà chúng ta không hay. Con chỉ ví dụ cái điều kiện thứ nhất là đưa ra là giúp cho là gì, toàn bộ đấy là những người mà nhóm cộng tu hay là những người mà gọi là dựng lên để cái nhóm để chuyên đi hộ niệm giúp người vãng sinh tịnh độ. Vậy thì có nghĩa là gì? Đầu tiên đã đưa ra chúng ta hiểu rằng vậy những người mà muốn tham gia hộ niệm thì phải là những người nào ạ? Những người chuyên niệm Phật cầu sinh cực lạc. Vậy chuyên niệm Phật cầu sinh cực lạc, vậy không phải là lấy những người mà thứ nhất là không đủ tín tâm. Tại sao ạ? Vì khi mình đi hộ niệm, những người không phải là những người mà có lòng tin về pháp môn niệm Phật
Thì chúng ta tưởng tượng lão cư sĩ âm có nói câu này này: nếu để cái người hiếu kỳ, câu sau chắc chắn sẽ có, nếu để cái người hiếu kỳ mà họ tham gia thì ngài nói là cái người hiếu kỳ ấy, cả đời không thể chứng kiến được người vãng sinh đâu. Vậy đưa họ đi có nghĩa là gì? Là ảnh hưởng đến cái việc hộ niệm. Vậy điều đầu tiên trong cái 15 cái điều kiện của thành viên ban hộ niệm hoặc là nhóm cộng tu ấy, hay là những người là niệm Phật cầu sinh Tây Phương Lạc, thì đấy là gì? Đầu tiên tiêu chuẩn để chúng ta được để tham gia hộ niệm. Nên chúng con đưa ra rất rõ vấn đề: một người muốn tham gia cộng tu với chúng con thì con thường đưa ra cái gì ạ? Thường đưa ra là phải có cái nền tảng. Thứ nhất là bộ khuyên người niệm Phật phải nghe đã. Sau khi nghe thì con sẽ phân tích tại sao. Sau khi nghe xong rồi gì? Rồi phải đến gì? Niệm Phật đường cộng tu, để ngày ngày để chia sẻ bàn thảo về việc mà những cái sơ suất của việc hộ niệm, thì sau này đi tham gia hộ niệm mới được. Vậy thì tại sao phải nghe bộ khuyên người niệm Phật? Thì trong bộ khuyên người niệm Phật chính là củng cố cái gì? Củng cố cái niềm tin, củng cố tín nguyện hạnh để cho chúng ta. Đấy là củng cố nhá, tín nguyện hạnh. Vậy điều đầu tiên một người tham gia đi hộ niệm là phải có tín, có nguyện, có hạnh. Vậy nếu không tín, không nguyện, không hạnh mà tham gia, chúng ta nhớ này, Hòa Thượng Tịnh Không có nói là khi tham gia hộ niệm mà dẫn cái người không tin đến ấy, thì bạn đã phá vỡ cái từ trường của việc hộ niệm. Thì cái từ trường của việc hộ niệm đó mà bị vỡ, có nghĩa là không có những người tín tâm nó nhiều, hoặc là cái người không tín tâm tham gia, thì ngài nói gì ạ? Thì vô tình là oán thân trái chủ của cái người được hộ niệm, nương theo cái tâm của cái người không tin đó đi vào cái cuộc hộ niệm đó, và gì? Là phá vỡ cái việc hộ niệm cho người bệnh. Vậy chúng ta tưởng tượng đi, vậy nếu như chúng ta mà tham gia mà chúng ta không đủ tín, không đủ nguyện, không đủ hạnh, mà chúng ta cố tình tham gia gọi là mang cái tâm hiếu kỳ, thì như lời cư sĩ Âm có nói đó, là cả đời cũng không thể chứng kiến người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Vậy điều đầu tiên chúng ta hiểu rõ là người phải là chuyên niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì có tín, có nguyện, có hạnh thì mới chuyên niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì pháp môn niệm Phật nhé, con xin thưa rõ, để có đủ niềm tin là vô cùng khó. Nên cái sự hộ niệm thì càng phải khó hơn. Vì Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng không ạ? Đức Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ là sao ạ? Ngài có nói một câu rằng là gì? Ngài nói rằng là tín thọ phụng hành cái pháp môn niệm Phật này là khó trong khó, không gì khó hơn. Có nghĩa là không còn thế gian này, không còn có điều gì có thể khó hơn cái việc mà tín nguyện hạnh. Vậy hôm nay để tìm được một người như thế rất là khó. Nên chính vì thế trong hộ niệm lại còn phải khó hơn rất nhiều. Vì trong hộ niệm phải có người gì nữa, phải có tâm thành nữa. Trong hộ niệm nếu như không có đủ lòng thành, thành là sao? Chúng ta cứ tưởng là lòng thành là khúm núm cung kính Đức Phật, chúng ta đã bị nhầm to rồi. Khúm núm cung kính trước Phật, Phật đâu có cần cái điều đấy. Phật không cần. Vì sao? Vì ngài đâu có phải là người cần danh cần lợi. Chỉ có phàm phu ta mới cần danh lợi, Phật đâu có cần. Riêng Phật Bồ Tát không cần danh lợi, Phật Bồ Tát không cần khen, các ngài vẫn giỏi mà. Đâu phải là cần khen với giỏi, chỉ có phàm phu mới ham cái đó thôi. Con xin thưa rõ, phàm phu thích danh lợi lắm, thích ham lắm, người ta khen cho câu rồi mai sướng kinh luôn. Con nói là đấy là phàm phu, bệnh đấy. Vậy Phật Bồ Tát không phải vậy đâu. Phật Bồ Tát không khen các ngài vẫn giỏi, đâu cần phải khen cái phàm phu chúng ta tung bốc ngài lên, bắt đầu ngài vì giỏi chắc. Chúng ta bị nhầm. Nên điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là cái lòng thành đấy. Thành là cái gì? Thành đầu tiên vào đó
là phải gì? Đáp ứng yêu cầu gọi là ba hộ niệm đưa ra. Nếu không làm theo thì chẳng phải thành đâu. Vì sao ạ? Trong kinh Địa Tạng có nói cái đoạn mà khi Thích Ca Mâu Ni Phật lên cung trời Đao Lợi, đúng không? Thì là gì ạ? Thì tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đến tham gia. Sau khi nghe Ngài nói xong, tất cả đều y giáo phụng hành. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Và cái gì? Và Phật khi mà nói thì các vị Bồ Tát lúc đó là gì? Đem hương hoa đến để cúng dường chư Phật. Thì chúng ta cứ tưởng là gì? Là các vị Bồ Tát mười phương là đem hoa đến để cúng cho Phật. Thì chứa chỗ nào đây? Mười phương chư Bồ Tát mà đều đem hương hoa đến để cúng dường chư Phật, đến cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta tưởng tượng rằng là mười phương Bồ Tát đem hoa, đem hương đến cúng dường. Thì nhiều người cứ nghĩ là giống như kiểu là chúng ta bày hoa quả này, cứ nghĩ là đem hương hoa đây cũng được. Đây chỉ là gì, tượng trưng để chúng ta phải làm thôi, là cái biểu tượng, tượng trưng. Vậy Bồ Tát đem hương hoa đến cúng dường Phật là gì? Là y giáo phụng hành. Vậy cái lòng thành chính là y giáo phụng hành. Vậy chân thành chính là y giáo phụng hành, làm theo lời Phật, lời Tổ. Thì đấy gọi là người chân thành. Vậy điều đầu tiên phải cần cái sự chân thành. Nếu đến đạo tràng niệm Phật, đến đi hộ niệm, nhiều người cứ bảo cái lòng chân thành, chúng ta không lấy gì để đo cả. Chúng ta không có cái gì, thước gì để chúng ta đo đâu. Đúng không ạ? Chúng ta không có thước gì để chúng ta đo cả. Bây giờ chỉ có gì? Chỉ có gì? Y giáo phụng hành, làm theo lời Phật, làm theo lời Tổ. Thì đấy gọi là người gì? Y giáo phụng hành gọi là gì? Đấy gọi là người chân thành. Chứ mà chúng ta đi nhưng chúng ta gì? Lại không có lòng tin. Đôi lúc con chỉ ví dụ nhé, con để nói ví dụ này, trưởng ban hộ niệm mà còn chẳng có lòng tin mà đi hộ niệm thì thôi, thất bại ê chề. Vì sao chúng ta biết rồi? Vì khi đến hộ niệm, thứ nhất là cái người trưởng ban ấy phải truyền được cái niềm tin cho người bệnh. Không truyền được niềm tin cho người bệnh thì người bệnh lấy gì mà vãng sinh? Niềm tin không đủ thì sẽ không vượt qua đau khổ. Hôm nay chúng ta đại chúng ở đây phải hiểu rõ, khi niềm tin ta vững, niềm tin ta đủ, nên phải cần người đủ đầy đủ tín nguyện hạnh. Người tin đủ là người sẽ vượt qua được đau khổ. Người tin đủ là người sẽ vượt qua được chướng ngại sau này chúng ta lâm chung. Nếu một ai muốn vãng sinh thì Phật đầu tiên bao giờ chả nói là tin phải đủ. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là niềm tin phải vững chắc như kim cang. Niềm tin mà không vững như kim cang thì gì? Thì cái tin của mình dễ bị phá hoại. Thì lúc mình nằm xuống nhá, thế con chỉ ví như các cụ hôm nay này, các cụ hiểu rõ nhé. Bây giờ các cụ đang niệm Phật cầu sinh cực lạc, nhưng sau khi ra ngoài người ta bảo làm gì có vãng sinh Tây Phương, thế là thoái tâm. Xong về nhà, con mình nói ra, người thân mình nói ra một câu là thoái tâm không niệm Phật nữa. Yên tâm lúc nằm xuống giống vậy. Lúc nằm xuống tất cả cảnh giới nó hiện lên, nó bảo là làm gì có vãng sinh. Lúc đó không niệm Phật nữa đâu. Nằm xuống lúc đó tắt thử một cái chết còng cứng đơ luôn. Đấy là vì gì? Vì chúng ta ngày ngày chúng ta bị sợ vào điều đó. Ở đây bất kỳ ai cũng thế thôi. Ngày ngày sợ cái điều gì? Chính là tin không đủ. Nên lúc ta nằm xuống, chính là những thứ đó nó tìm đến, và chính nó xuống vào tai ta. Ví dụ mình sợ một người này cái, sợ một người này thì lúc đấy nằm xuống bảo ông này đang có mặt đấy, là lúc đó hoảng loạn sợ là không niệm Phật nữa. Là vì tin không tới tầm. Chứ đây mà đến như con bây giờ, con để dao vào cổ con cũng cứ là gì là Phật. Bảo con bỏ đi, con kệ. Con bảo là bảo niệm Phật tôi chém cụt đầu cho chém. Là vì là tin, là tin tới chết, tin tới chết không bỏ. Thì đây là người tin. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần người ta nói ra một câu thôi là không đủ niềm tin. Ví dụ chúng ta về nhà, hôm nay con phải nói là gì? Chúng ta đang ăn chay. Ăn chay với thuận lợi con đường vãng sinh tịnh độ. Nhưng về nhà chỉ người thân ta nói ra, nó vào khoằn khèo vài câu là ta bỏ ăn chay ngay.
Sao thối tâm nó dễ vậy? Tâm của chúng ta sao nó thoái dễ thế? Thoái dễ thì ngày ta nằm xuống thoái vô cùng dễ. Ngày ta nằm xuống chỉ cần họ biến hiện lên cái người đó, cái người mà ta nghe đấy, trong đời họ bảo ta đừng có niệm Phật nữa, là lúc chúng ta phải nghe lắm lắm. Lúc đó là ta khổ chứ ai khổ. Chúng ta bị là bị kẹt ở chỗ này. Chúng ta là bị dại là dại ở chỗ này đây. Là vì trong đời nghe thấy người ta nói là lúc tiến lúc thoái. Đây là cái gì? Cảnh giới lúc lâm chung đấy ạ. Sáng ngày con nghe một đoạn, à không, hôm qua con nghe một đoạn của Đại Lão Hòa Thượng. Ngài nói gì ạ? Ngài nói là gì? Lúc mơ, lúc ngủ là cảnh tỉnh. Là vì gì? Chết giống như vậy. Nên chúng ta không cảnh tỉnh hàng ngày thì lúc chết bạn đừng hòng vượt qua được. Có nghĩa là Ngài nói đó là gì? Lúc chết giống như lúc mơ. Lúc chết là giống như gì? Giống như lúc ta nằm ngủ. Nếu ngày ngày không cảnh tỉnh thì ắt lúc ra đi nhất định sẽ vướng ở đó. Vậy hôm nay ở đây các cụ nào đang vướng như vậy thì mau mau mà buông xuống. Vậy cái điều đầu tiên chúng ta phải nhớ là cái gì nó cũng có cái nội quy của nó. Vậy việc hộ niệm hôm nay nhớ là đây là nhóm cộng tu, là phải là những người mà gì? Chuyên niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cái đoạn đầu tiên con nhớ, con đoạn thứ hai con quên mất rồi. Đoạn gì thì Dương, vì có lẽ có quyển sách con đọc trước mặt cơ. Vì cái đoạn này con đây rồi. Đây, để con phân tích từng đoạn đấy. Và tích cực để hộ niệm cứu người lâm chung được vãng sinh cực lạc theo đúng tôn chỉ của Tịnh Độ Tông. Ngoài ra tuyệt đối không dính mắc đến bất kỳ một hoạt động nào khác, mọi sinh hoạt nào khác với chủ đích trên là phần riêng cá nhân, không được đem ra bàn thảo phổ biến hoặc tuyên truyền phạm vi ban hộ niệm và nhóm cộng tu. Thì hôm nay con nói lại đại chúng hiểu rõ này, tại sao mình phải tích cực. Thì con xin thưa đại chúng là mình phải tích cực thực thi việc hộ niệm. Vì sao chúng ta biết không? Đại Lão Hòa Thượng nói câu này này: nếu như bạn cảm thấy công phu của mình không đủ lớp lâm chung, lâm chung sợ công phu không đủ để vượt qua sáu nẻo luân hồi niệm Phật ấy, thì Ngài nói gì? Nên kết duyên hộ niệm. Đấy là Ngài nói. Ngài nói sợ rằng lâm chung không đủ để vãng sinh Tịnh Độ, cái công phu ta không đủ, thì Ngài nói là hàng ngày siêng năng hộ niệm tích cực giúp người. Thì Ngài bảo đây chính là một cái duyên rất tốt. Vì sao ạ? Thì Thiện Đạo Đại Sư có dạy là gì? Một hành giả niệm Phật, hành giả mà tu niệm Phật ấy, nếu tổ chức khéo léo hộ niệm thì vạn người tu, vạn người vãng sinh Tịnh Độ, không sót một ai. Có nghĩa là người nào niệm Phật và thực tâm đấy và được hộ niệm thì vạn nhân tu, vạn nhân vãng sinh Tịnh Độ. Thì Đại Lão Hòa Thượng có nói là gì? Nếu như một người hăng say ngày đêm niệm Phật mà bước cuối cùng mà dùng đến chiêu cuối cùng dùng hộ niệm thì Ngài nói là lên đến đỉnh cao nhất. Thì đây là tổ Ấn Quang có nói là gì? Người niệm Phật, người niệm Phật ấy giống như một dũng sĩ nha, leo núi, mặt trên thì có người kéo, dưới thì có người đẩy, sẽ lên đỉnh núi cao nhất. Ngài nói vậy giống như hộ niệm. Người niệm Phật được hộ niệm giống như người lên núi, leo núi. Trên có dây mà dưới thì có người đẩy. Người đó ắt sẽ lên đến đỉnh núi cao nhất. Vậy đây là lời của chư tổ, và tất cả chư tổ của Tịnh Độ Tông đều hoằng dương về hộ niệm. Không tổ nào không nói đến hộ niệm đâu ạ. Chỉ vì bút tích các ngài lưu lạc mất đi rồi. Còn các vị để lại quyển Sức Trung Tu Ti, chính là hành trang căn bản, nghĩa là hành trang cho ngày cuối cùng, tức là ngày lúc ta ra đi ấy. Vậy thì hôm nay chúng ta hiểu rõ, vậy hộ niệm chúng ta phải làm ra tích cực. Vì sao ạ? Vì Phật có nói rõ là giúp một người vãng sinh công đức là vô lượng vô biên, giúp hai người vãng sinh thì tinh tấn hơn chính mình. Có nghĩa là gì? Một người cả đời không ngủ không nghỉ, nha, ngày đêm siêng năng niệm Phật ngày đêm, nhưng không bằng cái người họ đi hộ niệm giúp được hai người vãng sinh đâu. Chúng ta ở đây ấy, có tu ngày này, tu từ ngày này sang ngày khác,
Nếu như chúng ta không ngủ, chúng ta không nghỉ nhé, chúng ta không bằng cái người họ đi hộ niệm được hai người vãng sinh tịnh độ đâu. Vì đây là lời Đức Phật dạy. Vì sao lại vậy? Thì chúng ta phải tưởng tượng này. Người nói ra chúng ta sẽ nhận ra chân tướng. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói là tín tâm là siêu xuất chúng ma lồ. Có nghĩa là khi đủ tín tâm thì vượt qua tất cả đường chướng ngại. Thì lúc đầu con có nói lòng tin ta đủ thì lâm chung mới vượt qua được. Còn chúng ta không đủ niềm tin đâu. Con đi tiếp xúc bây giờ ra ngoài con biết rồi, nhiều lắm, nhiều gọi là gần như một đạo tràng kiếm được một người còn khó, đừng nói là kiếm lấy hai người, vô cùng khó. Nên niềm tin nó sẽ gì, giúp chúng ta vượt qua được ách nạn ngày ta xả bỏ bó thân. Thì tổ sư có nói là đi hộ niệm, khi lúc mà cái người họ xả bỏ bó thân, thứ nhất là họ để lại cái thoại tướng vô cùng là viên mãn. Vậy thứ nhất là làm cho ta tin vào pháp môn niệm Phật. Lúc đó là lúc họ giúp cho chính ta tăng trưởng được thiện căn đấy, giúp cho ta tăng trưởng được phước đức đấy. Là vì lúc họ ra đi, họ cho ta thấy được cái bằng chứng. Con xin hỏi ở đây là những người nào là đã chứng kiến người vãng sinh Tây Phương trực tiếp rồi ạ? Ở đây là được bao nhiêu người ạ? Giơ tay con xem được bao nhiêu người chứng kiến trực tiếp rồi ạ? Trực tiếp chứng kiến là người đã đi rồi đấy. Hộ niệm lâm chung ở đây. Đúng không ạ? Một số người đây, một số ca rồi mà. Đúng không ạ? Phải niềm tin có vững chưa ạ? Vững hơn đúng không ạ? Có phải từ ngày mình chứng kiến. Ví dụ như bạn thuyết ở ngõ này. Thuyết nhà dưới này đúng không? Ngay dưới này tí ngõ này tí mới. Vâng, bạn thuyết ra đi, đối với con bạn ấy vãng sinh đến 99,9% là thật đấy. Vậy chứng kiến rồi, có phải sau khi chứng kiến thì tôi về nhà mình hân hoan hơn này, cái sự niệm Phật mình nó thiết tha hơn không? Chính vì vậy mà gọi là gì? Tăng trưởng niềm tin. Đây là Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không có nói là khi trực tiếp chứng kiến người vãng sinh là lúc đó là lúc thiện căn ta tăng trưởng. Vậy ai là người cho ta thiện căn? Chính người ra đi. Họ giúp ta. Vì sao? Vì ở đây ai cũng có căn lành. Căn lành là gì? Là đã từng tu hành nhiều đời nhiều kiếp, nhưng vì không gặp được chính pháp nên cái căn lành nó chết ngay ở dưới. Nghĩa là nó bị rụng rơi, nó chìm ngay dưới bùn ấy. Con thường nói là bị chìm ở dưới đó, nó chưa ngóc đầu lên được. Thì hôm nay ta đi hộ niệm cho người lâm chung, chính là nhờ người vãng sinh họ kéo cái thiện căn đó trở ra cho chúng ta. Có nghĩa là trỗi dậy cho chúng ta, chứ không phải là gì, là họ tu hộ chúng ta. Mà do lúc họ ra đi, họ để lại cái thoại tướng giúp cho ta tin, chính là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp do hiện về trong lúc đấy. Một người thì thiện căn tăng trưởng vọt, hai người thì thiện căn tăng trưởng gấp. Nên mới nói rằng là người như vậy, tổ sư nói là hơn cả một đời tu hành. Và nếu chứng kiến 10 người ta hộ niệm thì tổ sư nói là người này thiện căn đã đủ để vãng sinh. Có nghĩa là gì? Một người thiện căn về đúng không ạ? Hai người thiện căn gấp đôi, ba người thiện căn gấp ba, 10 người thì ta đã kéo về toàn bộ những gì trong vô lượng đời kiếp ta tu được, nó dồn về. Nên chính vì vậy lúc đó ta là người đủ được thiện căn, gọi là niềm tin đã đủ. Chính vì thế mà tổ với nó là nếu giúp hơn 10 người vãng sinh Tây Phương thì ngài nói là ngày lâm chung của ta chắc chắn có phần rồi. Có nghĩa là ta chắc chắn có phần vãng sinh. Nhưng chúng ta đừng có cống cao ngã mạn, đừng có nghĩ rằng ta đã giúp được người vãng sinh rồi ta cống cao là ta chết đấy. Ta sẽ gì? Ta sẽ gặp đại họa mà xem.
Vì sao? Trong pháp niệm Phật, sợ nhất là người cúng cao ngã mạn, cúng cao tự tư tự lợi, vỗ ngực là mình ngon hơn thiên hạ. Ngay lúc vỗ ngực là lúc mình không còn gì hết. Con xin thưa rõ, ngay lúc đó thì tổ sư dạy người này đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nên phải cẩn thận cho con. Không ai ở đây là tài là giỏi. Nếu tài giỏi đã không ngồi đây, tài giỏi là ngồi Tây Phương rồi, chẳng phải ngồi ở đây đâu. Vậy hôm nay ta còn ngồi đây, có nghĩa là ta vẫn còn dở. Khi nào ngồi trên đài sen mới là ăn chắc. Còn ở đây ai chưa ngồi đài sen đừng có nghĩ mình ngon nhé, là mình chết đấy. Nghĩ mình tu hơn thiên hạ là chết đấy. Tu bao nhiêu cũng chẳng vừa đâu. Vì sao? Cái sự tu của ta đời này, con dặn đại chúng này, con cho cả đại chúng tu cả đời đi, tu đời này tu suốt ngày suốt đêm. Con xin thưa rõ, so với cái mà đã trồng căn lành, so với cái mà trong vô lượng kiếp ta tu, thì đời này tu cả đời cũng chỉ là số không so với vô lượng đời của chính mình mà thôi. Nên đừng bao giờ vỗ ngực tự hào, tôi sẽ tu cho biết, tôi sẽ tu thế này, tôi sẽ tu thế kia. Chỉ có gặp nạn mà thôi. Nên đời này chỉ lấy niềm tin chân thành mà cầu sinh cực lạc thôi, chứ chúng ta không có cách đâu. Đấy. Vậy điều thứ nhất, chúng ta phải tích cực tham gia hộ niệm giúp người lâm chung. Vậy ta tích cực nha. Vậy hoàn toàn chúng ta nhớ là vậy thì không có thể nào là tu theo một cách gượng ép. Chúng ta biết tại sao không ạ? Phật dạy rõ, tổ sư dạy rõ là đi tu ấy sinh hỷ, gọi là gì, vui vẻ mới sinh ra công đức nhé. Ở đây hôm nay ai bị ép buộc đi tu ấy không có công đức mấy đâu, còn nói trước chỉ là kết duyên thôi đấy, con nói trước đấy chỉ là kết duyên. Chị Tám có ép anh Thanh đi không? Ép đi nó không vui đâu, không vui, không sinh ra công đức. Ngồi tu hành, ngồi niệm Phật, tâm nó phải sinh ra vui vẻ, nó hoan hỉ, thì lúc đó là lúc sinh ra công đức. Còn nếu không là không sinh ra được đâu. Nên nhớ con dặn vậy thì gì? Phải tích cực tham gia việc hộ niệm. Vậy thì tổ nó là gì? Lúc ta nằm xuống, công phu dù có kém một chút cũng không về hề gì cả, nhất định sẽ được vãng sinh. Tổ nói là giúp trăm người vãng sinh, thì ngài nói ví như là Bồ Tát tái lai. Có nghĩa là gì? Công đức ngang với Bồ Tát. Chúng ta tưởng tượng cỡ nào chưa? Có nghĩa là công đức Bồ Tát, chúng ta biết Bồ Tát công đức lớn cỡ nào không? Lớn đến tràn cả hư không. Vậy mà tổ nói rằng giúp được 100 người vãng sinh trở lên thì công đức người đấy giống như một vị Bồ Tát. Nhưng công đức không thể tưởng tượng được. Giúp 1000 người vãng sinh trở lên sánh ngang với ai chúng ta biết không? Sánh ngang với Di Đà tái lai đấy. Người đó là Di Đà tái lai đấy. Nghĩa là công đức lớn đến như vậy. Vậy thì công đức nào mà sánh bằng? Nên Đại Lão Hòa Thượng mới nói là hai lần trả ơn. Có nghĩa là lần trả ơn thứ nhất là lúc họ ra đi, họ để lại cái thân tướng cho ta tăng trưởng niềm tin. Lần thứ hai là lúc họ gì? Lúc ta vãng sinh, là lúc đó họ sẽ kéo A Di Đà Phật đến, là họ bảo là chúng tôi vãng sinh là nhờ người này, hôm nay con thỉnh ngài xuống đón người này đi về Tây Phương. Nghĩa là đấy là Hòa Thượng nói, lời Hòa Thượng thì không sai rồi. Ngài đã nói sai ấy thì cái lưỡi ngài đã không thành xá lợi, đúng không ạ? Ngài nói sai thì cái lưỡi của Hòa Thượng không thành xá lợi. Thứ hai là xương ngài trắng muốt như tuyết, xương trắng là xương mà thiêu ra trắng như tuyết, có nghĩa là tâm ngài không dính bụi trần, sáu căn thanh tịnh, lưỡi xá lợi để lại gì? Lời chân ngữ. Có nghĩa là gì? Một người trong đời không nói lời dối trá, không lừa gạt chúng sinh, và tâm không nhiễm bụi trần thì xương mới trắng như tuyết. Đấy, vậy thì biết ngay là Hòa Thượng không phải người bình thường. Vậy ngài nói ra là lời chân thật rồi. Vậy ngài bảo nếu như hộ niệm như vậy, ắt ngài lâm chung sẽ có người đến giúp ta. Ngài bảo người giúp ta, nếu ta dùng tín nguyện hạnh trong đời nỗ lực như vậy thì ắt người này sẽ vãng sinh tịnh độ. Vậy hôm nay chúng ta đều muốn vãng sinh mà, đúng không? Vậy thì cực tham gia hộ niệm thôi.
Thế con đi hộ niệm nên con mới phát hiện là cái thứ ba. Vì ngài giảng kinh mà, còn con đi hộ niệm thì con nói là à có cái thứ ba. Là gì? Cái càng ngày con làm, ngày ngày con làm cái điều đó là cái thứ ba. Thứ ba này là gì? Là ngày ngày chúng ta đi hộ niệm, chúng ta gì? Giúp người bệnh điều giải chư vị pháp giới. Ví dụ chúng ta ở đây đi hộ niệm, khi mà con chỉ là người đứng đại diện hoặc là người dẫn chúng đứng đại diện khai thị, thì tất cả đại chúng đồng nghĩa là cùng khai thị đấy. Xin chư vị oán thân trái chủ họ từ bi tha thứ. Vậy có khi là họ vãng sinh Tây Phương, chẳng nhẽ ngày mình nằm ở trên giường oán thân trái chủ tìm tới và đòi nợ ta, chẳng nhẽ họ lại không xin cho ta. Ta cứ ý mà xem, những người mà ta đã hộ niệm vãng sinh cho họ, họ là Bồ Tát đúng không, thì ngày ta nằm xuống cũng là oán thân trái chủ tìm tới, nhưng chúng ta sẽ không nhìn thấy. Nhưng họ vô hình ấy, là oán thân trái chủ, sẽ nhìn thấy tất cả những cái vị mà mình đã hộ niệm vãng sinh ở Tây Phương ấy, họ đồng loạt xuống và họ là Bồ Tát thân sáng quang minh chiếu mười phương thế giới đúng không ạ. Lúc đó họ đứng và họ thì họ xin cho ta đúng không ạ. Điều đấy là điều gì? Dễ điều giải oán thân. Nên hôm nay con nói là phàm phu tan nói 1.000 lần 1.000.000 lần không bằng các ngài đã vãng sinh rồi trở lại xin cho ta chỉ một câu thôi, bằng chúng ta xin 1.000 lần cũng không bằng. Là vì lời của các ngài lúc đó là trên thân các ngài phóng quang minh, là có sự gia trì này. Có quang minh ấy là gì? Làm êm dịu. Chúng ta nhớ là khi quang minh của Phật Bồ Tát ấy mà chiếu xuất, đã làm cho cái sự sân hận nó dịu xuống. Là oán thân chủ họ đòi chúng ta là có sự dịu xuống. Thứ hai là cái lời của các ngài thì chắc chắn là gì? Các chư vị họ nhìn thấy đều là thân tướng trang nghiêm đẹp, có long thiên thiện thần hộ pháp đứng xung quanh, biết người này là thánh hiền, thì nói ra một lời ắt họ sẽ nghe. Vậy thì lúc đó họ điều giải cho ta là ngon ăn đó đúng không ạ. Vậy thì chúng ta nên phát cái tâm đấy, thì sau này chúng ta nằm xuống. Vậy con mới nói là gì? Vậy phải cái người thì tích cực tham gia, và người phải có tín nguyện hạnh. Vì gì? Vì để lúc mà đến tham gia hộ niệm với chúng ta này này, thì cái người trưởng ban đứng lên để khai thị, để dẫn chúng, thì mới có sự tôn trọng. Chứ nếu cái người mà họ không tu theo chúng ta, họ chỉ là người đến tham gia, họ hiếu kỳ, thì lúc cái người dẫn chúng để khai thị hướng dẫn, thì chính cái người kia họ khởi tâm không được tốt. Họ khởi tâm là, ví dụ họ bảo làm gì có Tây Phương, thế là gì? Xong đời rồi. Họ bảo không có Tây Phương thì oán thân với chủ họ nghe, thế mà cái người kia bảo làm gì có Tây Phương, vậy mình nghe ông này làm cái gì? Có phải là mình phá vỡ cuộc hộ niệm đấy không? Nên chính vì thế, phải cần là người thực sự có lòng tin với pháp môn niệm Phật và tín nguyện hạnh. Vậy sau này chúng ta không được cho bất kỳ người nào gọi là không đủ tín nguyện hạnh, là không có niềm tin vào pháp môn niệm Phật đấy, không được tham gia. Thứ hai là không có gì niềm tin vào việc hộ niệm. Vì sao? Rất nhiều người niệm Phật nhưng họ không tin vào hộ niệm. Họ có tin đâu, vậy người đó cũng không thể tham gia hộ niệm được. Vì sao? Họ cứ nghĩ là gì? Hộ niệm là chờ lúc gần chết thế nọ thế kia mới tham gia. Đâu có phải. Hộ niệm là gì? Hướng dẫn cho người bệnh lúc còn khỏe, còn tỉnh, thực hiện được tín nguyện hạnh, và hướng dẫn người bệnh tránh khỏi những cái cạm bẫy trong đời họ tu hành, gọi là bổ khuyết cho những gì trong đời tu còn thiếu sót. Chứ không phải hộ niệm là đến A-di-đà Phật mà họ vãng sinh, không phải điều này. Mà đến để hướng dẫn người bệnh họ buông xả, thì đúng không ạ? Buông xả này, hướng dẫn họ tránh những cạm bẫy sau này, để không phạm phải điều đó, lúc lâm chung nó mới an toàn ra đi. Vậy ta chỉ là người giữ chánh niệm cho họ thôi. Còn được hay không, vãng sinh hay không, là do người bệnh thực hiện được tín nguyện hạnh khi bỏ bó thân hay không mà thôi. Vậy thì cái người đa phần người niệm Phật nhiều ấy cũng không tin hộ niệm đâu, vì họ nghĩ hộ niệm là một cái gì đó tà đạo. Họ nhầm rồi. Nói tà đạo thì không khác thì chửi vào mặt Đức Thế Tôn. Vì hộ niệm ở kinh nào đấy? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì?
Người trong đời tạo tội ngũ nghịch mà lúc lâm chung tướng địa ngục người đó hiện. Chỉ cần người đó chỉ hồi đầu sám hối, niệm 10 niệm cũng được, gặp được thiện tri thức chứ, hướng dẫn khai giải. Người đó hồi đầu sám hối, người đó cũng gì? Niệm 10 niệm cũng được vãng sinh tịnh độ. Vậy là Đức Thế Tôn nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, ví dụ như kinh nào? Kinh Địa Tạng. Có phải Đức Phật nói là một người khi chết, nếu như mà nghe được một danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Bích Chi Phật hoặc một câu kinh điển đại thừa thì người đó cũng thoát khỏi ác đạo, đúng không? Đây là Phật nói mà, phải ai nói đâu. Vậy thì nhiều kinh lắm, 300 pháp hội của Đức Thế Tôn. Ngày mà Đức Thế Tôn còn tại thế một đời là ngài thuyết 300 pháp hội. Đây tính là 300 cái pháp hội lớn đấy nhá, con không nói là pháp hội nhỏ. 300 pháp hội lớn của Đức Thế Tôn. Có bao nhiêu pháp hội ngài nói về cái việc này? 240 pháp hội. Đức Phật chuyên khuyên chúng sinh niệm Phật cầu sinh cực lạc là 240 pháp hội là ít nhất nhá. Còn có thể hơn nữa đấy, nhưng mà con chỉ lấy con số là 240 pháp hội. Đức Thế Tôn khuyên chúng sinh niệm Phật cầu sinh cực lạc. Như vậy hôm nay chúng ta hiểu rõ. Vậy thì và chúng ta chỉ việc gì? Tham gia việc hộ niệm. Và chúng ta hiểu rõ tích cực tham gia việc hộ niệm. Còn bất kỳ cái việc nào liên quan đến gia đình, chúng ta không được xía rô vào đấy. Ví dụ như việc hậu sự các thứ, chúng ta không phải là gia đình, chúng ta không phải là người trong gia đình ấy, thì chúng ta không được tham gia vào việc đó. Việc đó là việc cá nhân. Ví dụ mình đi hộ niệm, có nhiều ban hộ niệm, thấy gia đình đang nghèo quá, xong rồi đứng lên quyên góp, ví dụ cái quan tài, con không đồng ý việc đó. Cái đó là việc cá nhân từng người, ai có tiền phát tâm đó là con tùy hỷ, nhưng không được vận động thu từng người. Vì sao ạ? Vì trong pháp niệm Phật hộ niệm chúng ta không có quỹ. Quỹ là ma. Nếu đã có quỹ là ma. Vì sao? Vì chúng ta nhớ rằng là đã có quỹ thì chúng ta đã có sự phân biệt trong đó rồi. Nên hôm nay con nói là gì? Vậy chúng ta vận động thu là chúng ta cũng sai. Ví dụ chỉ cần đi tu mà đi ô tô, cứ hỏi đạo tràng chúng con chưa một lần nào, từ ngày tu đến nay, chưa một lần nào chúng con đứng ra thu Phật tử. Hôm nay trước đại chúng ở đây xem toàn bộ đại chúng từ ngày tu với con giờ, con hỏi xem là đã bao giờ con thu mọi người một đồng nào chưa? Chưa. Đấy là điều con dám khẳng định. Chưa một lần nào con thu. Con nói trước là phải, vì sao? Nếu con đứng con thu, cái người có tiền thì không sao, nhưng người không có tiền chúng ta tính sao đây? Mai họ không có tiền, họ sợ quá, họ không đi tu nữa. Đoạn đường tu của người khác, tội này con đọa địa ngục đấy, con chẳng dại đâu. Lấy vài đồng đi xe, cuối cùng là mai họ hết đi tu, họ đọa địa ngục, mình đọa địa ngục đấy. Đoạn duyên tu của chúng sinh mà, đoạn pháp thân huệ mạng của người, tội nặng đọa địa ngục đấy, con nói trước. Nên hôm nay tại sao chúng ta tu hành, tại sao 100 quả báo, có quả báo gọi là niệm Phật đọa địa ngục đấy, chỉ là mất hình tướng, đoạn pháp thân huệ mạng chúng sinh nên mình chết đọa địa ngục đấy, là vì chỗ đó đấy. Nên chính vì vậy mà chúng ta không được xen vào việc đó. Việc sau cùng là việc của cá nhân. Ví dụ như là chúng ta thấy nhà nghèo quá muốn giúp họ thì đấy là việc cá nhân, không được lôi kéo ai cả. Tùy mình phát được tâm bao nhiêu cho gia đình, đất việc của đấy. Đấy còn nói là việc hoàn toàn tự nguyện của cá nhân, là vì cái lòng thành. Vì sao? Vì chúng ta còn có thể đi ra ngoài giúp người nghèo người khổ còn được, huống chi là gia đình của người vãng sinh họ nghèo quá mà. Gia đình của Bồ Tát cũng đấy là tùy, con nói tùy tâm từng người, nhưng không bao giờ được vận động. Như con nói trước, đừng ai vận động nhé, vận động là sai đấy. Con nói trước là sai pháp hộ niệm. Họ đã đi tu rồi, xong họ đi hộ niệm, họ đã gì, bỏ sức lực này, họ còn bỏ tiền ra, họ đổ xăng này, họ chở mọi người đi này, đúng không? Mà lại cuối cùng gì, lại cuối cùng là thu của người ta nữa, thì ai người ta dám đi tu nữa. Mai bảo đi hộ niệm, tại sao nhiều lúc đi hộ niệm mọi người không dám đi, cứ cột nhủn ấy, đúng không? Con không biết là thế nào, nhưng đạo tràng con là nếu mà bảo danh khách đi hộ niệm là một cái là cả đạo tràng giơ tay xung phong đi hết mà. Vì sao? Cũng không làm gì để ảnh hưởng đến đến đời sống của họ cả, đúng không? Nhưng con không biết là các đạo tràng khác thế nào, nhưng đạo tràng riêng trên con là nếu bảo đăng ký hộ niệm là gần như là leo nhau nhau là ai cũng muốn đi hộ niệm. Vì thế là vì gì?
Đấy là tất cả mọi thứ chúng con nói là gì? Khi đủ duyên thì còn hộ niệm được. Còn nếu khi hết duyên thì đó là duyên chúng sinh nó chỉ có đến thế thôi. Nên chúng ta nhớ còn dặn về sau. Vậy thì nhớ là thứ nhất là nhóm cộng tu hay nhóm mọi người mà niệm Phật cầu sinh cực lạc đấy là chuyên đầy đủ tín nguyện hạnh. Rồi đi hộ niệm là phải có phát tâm là tích cực. Nhờ, còn ngoài ra việc khác là không phải việc chủ đích đấy. Đạo tràng đâu, nói trước. Nên sau này nhớ, đừng nói là đạo tràng thu tương đây là không có đâu nhé. Con nói trước để sau này chúng ta nhớ là một đạo tràng muốn bền vững. Con dặn trước đấy. Một đạo tràng muốn bền vững thì đại lão hòa thượng thì không nói là gì. Chỉ có một điều này họ mới phá được mình này. Nhớ con dặn nhé. Một đạo tràng bị phá vỡ là đạo tràng nó có cái gì ạ? Có danh văn lợi dưỡng. Một đạo tràng bị phá vỡ là một đạo tràng trong đó có gì? Có tham đấy. Tham danh văn lợi dưỡng đấy, tham tiền tài đấy, tham mọi thứ trong đạo tràng. Thì đạo tràng đó sẽ tan vỡ ngay lập tức. Đại lão hòa thượng nói rõ, một đạo tràng muốn phá vỡ là khó lắm. Chỉ là gì? Chỉ trong đó có tham thì mới bị phá thôi. Vậy chúng ta nhớ, vậy hết sức cẩn thận điều này. Đừng vì cái chữ tham mà cuối cùng là mất đi cái huệ mạng của chúng sinh. Và cuối cùng là huệ mạng chính mình là bị mất theo. Chính vì vậy mà cái điều kiện thứ nhất hôm nay còn phân tích thế thôi. Chứ dài quá nó mất thời gian nữa. Và các câu về sau nữa cơ. Hôm nay con phân tích điều kiện thứ nhất là như thế. Là A Di Đà Phật ạ. À.